Để nhanh cái áo thay anh kịp nha. Dạ dạ dạ. Thôi mọi người làm gì làm đi nha. Nhanh đi em. Ủa cái quần đâu vậy? Kìa, lấy lại kia đi. Quá đỉnh. Em mua phim hả? Em ba. Anh đẩy cái quần của nó kìa. Lấy đại đi. Để em đi ăn mày cho cái đầm. Rồi. Cái ghê á. Khách khứa tùm lum à. Vẫn chưa chịu trưởng thành. Ơ, à, mọi người cứ tập trung làm gì nha. Ý chờ, con kia hồ bơi kìa. Hồi đẻ luôn. Anh Quân làm chị 13 có bầu. Bác Quân làm chị 13 có bầu. Anh Quân làm chị 13 có bầu. Cái cảnh bắt đầu là chị 13 của ba. Chị 13 của ba đứng coi cảnh đó rồi. Anh phải gần nhau. Chị 13 sẽ ra sao? Ừ, chị 13 có một cái tiền kỳ. Thôi gì, nói đi. Em phải cái giọng là mát mát rồi. Ok rồi, nói vô. Rồi. Mấy vậy? Rồi, giờ đọc tên đi. Rồi, mấy vậy? Ông là... Ông bây giờ đọc tên đi rồi để tôi làm hợp đồng. Ông là cái gì bể? Võ Thành Đáng. Vậy gì? Gì? Ông... Gì? Ông tên Bỏ hay là tên bể? Tên bể. Rồi mấy giày và vét ông kỳ thị tên tôi đúng không? Thì cũng bà không đó. Vậy kêu tôi qua anh đây chia cho nhục mặt. Ủa tao tạo điều kiện cho mày kiếm tiền mày nuôi gia đình. Gia đình có chị không? Có. Bé chăm mà không có nhiều hết trơn á, cái miệng chị ăn mới nhiều á. Toán cái gì qua anh đây người ta xem thường tôi kìa. Vô cái đi. Vô. Ủa tôi gặp chủ nhiệm đoàn phim đi ạ. Sao tới? Sao à, nghe anh. Sao anh? Anh là chủ nhiệm đoàn phim hả? Dạ. À, tôi là lịch quản lý đây. Dạ, tôi cũng ạ. Ủa? Mày cười trước. Mày cười trước. Em cười là cười giả mà. Mày cười là mày cười xì. Mày cười xì. Anh xì từ ngoài kia rồi. Vậy là anh 1 triệu. Giả lạ. 1 triệu. Hãy anh nói. Ai khác xì? Ai khác xì là 1 triệu. Kết quả đây rõ ràng rồi. Ai khác xì là 1 triệu, anh xì là 200 ngàn. Vậy chúng ta có 1.2 triệu rồi. Trời ơi. Giờ rồi. Mày bắt bớ gì tao đứng đây mày liếc cho mày nhìn tao đó. Trời ơi, tao đứng đây mày tao tập trung công chuyện chứ. Con cái gì mà lâu mắt quá vậy? Khi nghe một vài thông tin về câu chuyện này thì tôi cũng thông được cả một câu chuyện. Nên tôi có thể ứng cử vị trí này. Và muốn điều tra tất cả mọi thứ trong câu chuyện này cần phải mất thời gian cũng như là sức khỏe. Không biết là hai vị đây có muốn hợp tác với tôi không ạ? À? Jessica ơi, em không ai lắm lại nha. Kìa tập trung nha. Okay. Có nghĩa là khi mà chị Trang già đi lên là nói là anh em không, bị đây, quay tiếp giùm anh. Đây là lượt đưa lẹo nè, đúng là lượt đưa lẹo. Chị Trang đi lên lượt đưa lẹo. Em kêu cắt cắt
Rồi em nói câu là Kiệt ơi, em tập trung em diễn tiếp giùm anh nha. Làm thêm test nữa. Làm một test nữa nha em. Jessica giảm sức nha. Jessie tập trung diễn đậm đà giùm anh, lấy nước mắt khán giả giùm anh nha. Thì trên đường đó chị đi vô nhà. Rồi, thấy chị Trang đi vô nhà hết rồi, tập trung. Ok, mọi người tập trung chuẩn bị. 3, 2, 1, diễn. Không. Nhóc con, đi ra ngoài chơi chú, ở đây chú nhức đầu lắm rồi con ơi. Nhóc con là con trai, còn con là con gái, chú phải kêu là cô bé dễ thương. Ok, cô bé dễ thương, chú có đậm đẹp nhất trái đất này, đi ra ngoài kia chơi cho chú làm việc nha. Quên lại. Lại, rồi, đi. 3, 2, 1, diễn. Tôi ngoài am hiểu về luật pháp, trên còn thông thiên gia. Mày gọi gì vậy cậu? Rồi. Ai vậy? Quay chỉ không hay là em tự có mời? Anh lịch vậy luôn. Trời đất ơi, chỉ có con rồi đó vậy? Nhà có con nít mà chị chơi mấy cái thứ đó trong nhà sao được? Mày im à? Nghe lời ổng. Đòi đi thua tao nha, Chị đó, tôi có ý chị là chị em có chuyện bạn chị làm với chị còn quá đáng để em thua chị đó, em thua chị đó. Nghe lời ổng. Rồi. Tôi kêu mọi người làm tiếp đi, đi đây mọi người mới làm tiếp ha. Rồi mọi người ơi, khi mà nghe thằng này nó la á, nhìn lên. Nè, khi mọi người nghe nãy la á, ở đây có thể đứng dậy luôn. Nhìn lên đứng im hết nha, đứng im hết. Cho tới lúc anh luật kêu mới bắt đầu mọi người động tiếp. Chị hội thằng này căng lắm, nó căng như thế rồi. Thêm trăm rưỡi tiền máy lạnh đó, hứa người ta mở hai cái mà tôi mở cái cho cô đấy, biết làm gì không?